Chào các bạn. Hiện tại là đã qua mùa mưa nên mấy con suối bây giờ bắt đầu nó chảy yên tĩnh, với lại nó không còn lũ như bữa nữa. Bữa tụi mình đã từng làm clip, đã từng có một chuyến đi lên trên suối bạn, kết quả là nước nó rất là lũ luôn. Tụi mình không có làm gì được hết. Nên hôm nay là nước nó yên bình nên tụi mình tiếp tục làm là không sao nữa, sắp sao phiên bản trên suối nha. Và tụi mình sẽ vẫn tiếp tục là hãy cái tấm banh này để chọn số sao và số tiền tương ứng. Đây là cái zigzag nha bạn, cứ hãy vào cái số tiền số sao nào thì cứ sẽ sử dụng số tiền số sao đó để cắm trại trên suối. Bé nào chơi trước? Dạ em ạ. Ok, bé ăn chơi trước. Lần trước em 1 sao. Bây giờ này 2 sao ha. Phải có tiếng hóa chứ. Con em lên đá. Wow. À thật là may mắn. 1 sao bây giờ vẫn 1 sao, nói chung là cứ bình bình nhưng mà tiếng chơi hơi được em. 1 sao 100k. Bạn An thì vậy thôi chứ bạn Hương là lần này là 6 sao nha mấy bạn. Rồi ok, bạn Hương luôn. Ở để ngày giữa là nó sẽ vô 6 sao mấy bạn à. Ê. À không có nhưng gì. Thôi. Hay là tỷ lệ nhiều như vậy mà Hương đi vẫn hãy vô ngủ luôn á. Lầm lẹ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. What the? Sao nó ghiền cái 1 sao dữ vậy? Sao nó may mắn dữ hả? Nó vô cái ô cũ không ạ? Sao kìa? Này nè bạn. Rồi. Oh. Ok. Ok. Hương sẽ có 3 sao với 1 triệu để cắm trại bên bờ suối. Yeah. Ok, tới ai? Em. Qua luôn, qua luôn. Rồi, tới Tân. Chắc lượt là tới mình luôn ha, mấy con mình hãy cúi vô 10 sao nữa bạn. Wow. Tân nó sẽ có là 2 sao 500k để cắm trại bên bờ suối. Đó, anh ăn được rồi. Ok, tới mình luôn bạn, mấy con mình vô vòng cuối là vô 6 sao nữa. Hãy nước như vậy để có tỷ lệ vô không sao nha. Không sao cái sinh tồn cái này lâu rồi chơi sinh tồn. Không sao. Không sao. Không. Lại luôn. Nè để cái này không sao nè. Cầu được ước hay. Mình sẽ có một cái trải nghiệm sinh tồn bên bờ suối nha bạn. Rồi đang nghỉ luôn chứ mấy em. Lâu lâu mới chơi hói mới vui chứ mấy em. Cái này gà quá à, để mình để vô giữa nha. Rồi, dứt đi. 456 nhìn đã vậy. 456. Sao gạo quá ta. Sao kỳ vậy, con vợ quá vậy, em lấy cho nó dễ ẹt à. Con bài bị gì nè, cứ lấy đây, hãy đi. Nè. Ta thôi được rồi. Được rồi, được rồi. Nó là quá là kém may mắn các bạn. Vô 3 cái là 456 đó. Biết không được luôn, bây giờ chàng bóc thăm nha. Em nó bóc luôn rồi. Rồi hai đứa cùng bóc luôn. Hai người cuối cùng được đạt 456 hết, thôi lựa đi. 4 sao. Rồi vậy được 4 sao với 2 triệu đây cắm trại bên bờ suối. Còn Tú thì được 5 sao với 5 triệu bên bờ suối nha bạn. Vậy là cái trận hôm nay là không có ai vô được 6 sao hết các bạn. Và mình cầu được ước hay là mình sẽ sinh tồn bên bờ suối. Nói chung là bạn đã hết thời gian của tụi mình, đừng quên nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để tụi mình thực hiện cái yêu cầu của nhiều bạn, đó chính là cắm trại ngoài đồng nha. Mùa này là không biết là có phải mùa gặt chưa, nhưng mà có thể là tụi mình sẽ làm luôn nha bạn. Rồi ok, đi siêu thị thôi. Thôi em tự đi, anh ở nhà chứ không sao mà đi đâu. The next day. Đây tụi mình tới được một cái khu suối mini mà nhìn khá là đã luôn bạn. Đây nó có một cái bậc thang lưới bị gách luôn các kiểu luôn nè, nó sạt lở đất xuống rất là ghê luôn nè bạn ơi. Tụi mình không dám ra ngoài mép nha. Suối đầu từ trên đó chảy xuống các kiểu. Wow. Rồi mấy cô đang trải nghiệm nước suối bạn ơi. Lạnh không? Lạnh không? Cho anh vô thử cái trực sơn tén nha. Chá luôn. Ồ, nó lạnh kìa. Cái này ngâm ngâm nước ngọt nữa ha. Lạnh ngắt luôn các bạn ơi. Đây, nước trong khe luôn nha bạn. Lạnh ngắt luôn như nước đá vậy đó. Nghe nói là gọi uống được á. Mình sẽ trải nghiệm uống thử nha. Cho nước này trong cái hốc đá nó chảy ra. Coi uống được nha bạn. Sao nghe mùi hơi lạ lạ ta. Ừ.
Rồi sau 6 tiếng chạy xe thì tụi mình đã đến được một cái con suối ở ở gần Đà Lạt với lại Nha Trang các bạn. Mình thấy có một cái suối khá là đã luôn như vậy đó các bạn. Mà nó có quá là nhiều đá, không có cắm trại ở phía dưới, dưới đó luôn nha. Dưới đó có rất là nhiều đá luôn các bạn, thấy đá quá trời không? Và đặc biệt là cắm ở dưới đó lỡ nước mà nó dâng lên đó thì mình sẽ bị cuốn trôi các bạn. Rất là nguy hiểm nên tụi mình là cắm ở bên cái bãi cỏ trên đây. Đây, đây có bãi cỏ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đồ nghề của từ cấp 0 cho đến cấp 5 nha các bạn. Không sao đến 5 sao. Cái clip hôm nay là không có 6 sao các bạn. Quá là nhỏ luôn, không ai vô được 6 sao hết, chỉ có 5 sao là cao nhất nha. Đầu tiên là con Tú 5 sao. Thì nó có một cái căn lều rất là bự luôn các bạn. Cái lều này thì mình mua lâu lắm rồi, Tú nó lụm lại thôi chứ mua cái mới nữa thì khá là ổn. Cái lều mình mua hình lúc là như là 2 triệu mấy, không nhớ giá nữa nhưng mà khoảng 2 triệu mấy. Rồi nó sẽ sử dụng bộ bàn ghế khoảng 1 triệu mấy nữa. Rồi nó mua mới đồ ăn này đó, bao nhiêu đó Tú? Rồi nó mua đồ ăn là khoảng 800 mấy nữa nha các bạn. Lưới nữa anh. Lưới rồi túi ngủ đồ các kiểu nữa, nói chung là nó mua là khoảng gần 5 triệu. Khoảng đó thôi các bạn. Do nó sử dụng đồ cũ đồ các kiểu khá là khó tính luôn nên cho nó gần 5 triệu luôn nha. Tú nó có 5 triệu để cấp trại mà. Thì đầu nghề của nó gồm có là bếp cồn nè, cồn, xúc xích, dâu tây, dưa hấu, một con gà, nước suối, nước ép nho, nước táo, bò hút, tô bút kỳ, tương ớt, bánh ngọt, cái ca, thịt bò, sữa, đũa, giấy bạc nữa. Giấy bạc. Rồi có một cái tấm hãm cũ lấy heo để đồ cho nó bít nít chơi cho vui. Và đặc biệt là do đi suối nên nó lấy một cái lưới này heo luôn các bạn. Để dành bắt hư có cá không. Nói chung là Tú 5 sao và nó sử dụng mấy cái món đồ cũ luôn các kiểu các bạn. Nên mình cho nó tròn là khoảng 5 triệu luôn nha. Chứ mình nghĩ là nếu như mua đồ mới là chắc chắn là hơn 5 triệu các bạn. Rồi tiếp theo là 4 sao. Còn cu vậy 4 sao thì nó có một cái liều ship. Liều này lúc nhiêu quên vậy? 750 anh. 750 hả? Rồi đầu ngày của con Dĩ thì sẽ có một cái tấm hãm này cũ luôn các bạn. Cho nó sử dụng cho ngầu nha. Thịt bò, lấy gì vậy? Tôm anh. Tôm, táo, xúc xích, phở trộn, Hòn tơ, suối, nước suối, dao. Dao gì vậy? Dao mũ hả? Không biết nữa anh. Dao, xe hai, đũa, dĩa, giấy bạc và hũ gà. Đây tổng bill của nó là 586 ngàn. Rồi cộng với liều 750 nữa là khoảng 1,5 triệu bạn. Nói chung là nó có 2 triệu để mua sắm nhưng mà nó xài khoảng 1,5 triệu nha. Rồi tiếp theo là cu hơn 3 sao có 1 triệu để cắm trại bên bờ suối nha bạn. Thì nó có một cái liều giá nhiêu em? 400k. Cái liều 400k. Hương nó mua là 568.700 đồng nha bạn. Cộng với lại 400k nữa là khoảng... Nói chung là nó mua mới đồ ăn với lại cái lều nữa là khoảng 970.000. Và đồ ăn của nó thì gồm có là nước suối nè, đông bầu, cái ca, monster, cà phê, miếng, thịt bò, tỏi, kim chi, bánh rán, mè và cuối cùng là tương ớt. Ủa mua tỏi chị hơn? Tỏi chứ hơn nướng ăn. Tỏi nướng ăn ngon lắm á mấy bạn. Ok. Tưởng là để từng tà chứ. Là cũng được. Rồi tiếp theo là cu toàn 2 sao có 500k. 500k để cắm trại bên bờ suối. Thì nó có đồ nghề của nó là có một cái tấm bạc này là 100k. Cái mùng này là 150k. Là 250k. Rồi cái tấm giấy màu xanh này là cái tấm bạc xanh này là 40k nữa. Là 190k đúng rồi. Ủa 290k gần 300.000. 300.000. Nói chung là cái bộ bạc nè, mông nè với lại cái bạc lót nó là gần 300.000 nha các bạn. Còn đây là bia mua đồ ăn thì gồm có là 140k. Nói chung là đồ ăn với lại đồ nghề của nó là khoảng 440k nha, còn dư 60k. Đây mình review đồ ăn luôn. Thì gồm có là dĩ nướng nè, nước suối nè, chinsu, nước 100,
Bánh gì nhìn cay dữ vậy? Bánh lẩu tôm zoom anh. Wow, bánh lẩu tôm zoom nha bạn, bánh tay lẩu tôm zoom, mayo mache và cuối cùng là đùi gà. Rồi tiếp theo là cú ăn một sao hả em? Dạ. Có 100k để mua sắm. Nói chung là ăn nhỏ nha bạn, có 100k để mua sắm thôi. Rồi tới kẹo không kịp anh ơi. Rồi đầu ngày cũng ăn khá là nhiều luôn á. Và kết quả là ăn nó không có liều các bạn, do nó chỉ có 100k thôi, không mua liều. Thì nó đang chế tạo một cái liều sinh tồn các bạn, bằng những cái lá cây héo này nè, nó đang lụm lá rồi các kiểu. Cũng không có dao luôn. Rồi đây là đồ ngày của ăn, gồm có là một chai nước suối lớn 6.500, lon coca 9.000, rồi xúc xích heo 22.300 đồng, cuộn dây 5.000, hộp quạt 5.000, hai trái cà tím 10.200 đồng, mì omachi 12.500, và cuối cùng là phở thịt gà 17.500 đồng. Em dư tới 12.000. Nói chung là tổng số tiền cô An mua là khoảng 88.000 nha bạn, dư được khoảng 12.000, sao mua 12.000 mua gì đó luôn em. Em quên cái này khuyến mãi, lúc đầu là em nhìn vô là 32.000 nó khuyến mãi nên kết quả là dư ha. Rồi ok, đã nhỏ rồi mà còn mua hàng khuyến mãi nữa. Rồi cuối cùng là mình nha bạn, mình thì hôm nay rất là may mắn luôn, mình xin vào không sao để sinh tồn thì kết quả là được không sao thiệt. Thì mình gồm có là một chai nước suối Laviem 3.000, mì Hảo Hảo Sa Tế 3.200, là được 6.200, và cuối cùng là khoai lang 3.500, 3.515 đồng khoai lang nha bạn. Đây, quá là sinh tồn luôn. Nói chung là mình có 10k để cắm trại bên bờ suối thì mình mua được 3 món thôi, 3.200, 3.000 và 3.500, và 3.500, tổng cộng là mình khoảng 9.700 các bạn, dư được 300 đồng luôn, quá đã. Rồi ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ tiến hành gọi là chuẩn bị chế biến đồ ăn đồ các kiểu bên bờ suối, rồi thằng nào mà có đồ nghề bắt cá thì xuống bắt cá, còn nào không có đồ nghề bắt cá như mình đồ thì xuống bắt cá bằng tay hay là đi lụm cá chết đồ các kiểu nha bạn. Rồi cả đám tụi mình xuống kiểm tra suối nha bạn. Ở đây do đây là Đà Lạt các bạn, suối lạnh mà cố luôn, trời ơi lạnh đã luôn á. Cái này mà có trái cây ốp là thôi rồi luôn. Có đứa nào ốp trái cây không? Có luôn anh. Em ốp nước ngọt. Rồi hả? Một sao cũng giàu chứ bộ, không sao tuổi. Em ốp nguyên trái gì không? Anh nghĩ là nên để ở gần xa xa này, chút nữa xuống dưới kia lụm em. Còn mình thì ốp một chai tôm bao nha các bạn, nước trái cây. Wow. Để em đập coca lại. Tại vì thằng ốp vô, thằng nào cũng có đồ ốp hết à? Không sao, ốp đi không sao. Đúng rồi, ốp đó vậy, đây vậy 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 vậy, mượn mượn vậy. Đây đây nè, anh dục đây cái em lụm nè, nhìn nè. Rồi. Rồi, chạy kia lụm. Đâu? Đó. Đó. Lại đâu? Anh nhặt luôn. Rồi. Rồi mình sẽ hỗ trợ anh Tú hạ lưới nha bạn. Dính được cá chi đâu em? Dính cá cho anh hết luôn. Cho anh hết luôn. Năm sau mà ăn cá gì? Chị mua đi làm gì? Chơi hả? Chơi thôi. Láo bạn nãy giàu láo. Ok, mình sẽ hôi ra. Anh phụ em ha, thử coi có cá không ha. Đúng rồi. Mình trải nghiệm thử coi suối Đà Lạt có cá hay không nha bạn. Anh đi em văng ra vậy nè. Đó, nó cút ra. Sao nó khó dữ hả? Có. Tao cứu. Lại dài. Lại đó tao. Nặng quá. Lại nghỉ phụ tao nó trôi. Không có, lại cái giữa em. Cái giữa luôn. Ờ à, đúng rồi, đứng ngồi vậy đó nha. Rồi ok đi. Để với tao nè. Để bắt được cái tôm nè. Rồi kìa bắt kém rồi. Ở đây nước chảy mạnh lắm các bạn ơi. Anh Nam ơi, em chỉ bay rồi. Mình thì đầy đủ đồ ăn luôn nhưng mình không có nồi các bạn, nên mình quyết định sẽ dùng đá ở đây dành nấu nướng nha. Đây, tấm đá này trông khá là bằng phẳng luôn á, mình quyết định sẽ dùng cái tấm đá này dành nướng thịt bò nha. Tình hình là mình thấy ở dưới suối đây có rất là nhiều mấy con cá suối luôn mà nó khoái tốt với mấy cục đá. Mình sẽ biểu diễn bắt thử cho bạn xem nha. Vô.
Ok chưa? Đây mình bắt được một con cá đó bạn ơi, cá suối. Lần đầu tiên thấy cá này luôn. Là đây. Ở đây có dụng nước nè. Có giống cước bò quá hả? Nó đang khô. Dụng thế, dụng thế. Đây, dụng này nha. Đây, con cá đó bạn ơi. Thấy không Bảo? Nó khoai tốn như cục đá đó bạn, ở đây kiếm cái cục đá đó tốn á. Đây nó đây. Vậy hay gì vậy? Đâu à? Nè, giống cá chạch ghê luôn á. Nó bò lên bờ luôn rồi kìa. Ủa này giống cá bóng quá. Thấy không? Cá đẹp ha. Nó có sọc như vậy nè. Cá ngựa vàng. Cá ngựa vàng hả? Nhìn giống cá bóng anh. Thôi thả nó về. Thả về tự nhiên ăn, con này nhỏ quá ăn cái gì. Mà dù mình đang sinh tồn nhưng mà mình sẽ tha nó nha các bạn. À do mọi người à, chuẩn bị liều trại rồi đốt lửa rồi làm cái đồ quay ở suối cái kiểu, nên không có ai muốn tắm mấy bạn ơi. Với lại cái suối này nó y như nước đá vậy, nên mình thử sức nha. Tại vì mình mới từ xa 3 giờ á. Cái này chỉ là mũi thôi. Giờ mình sẽ tắm cho nó sạch người nha. Chưa giờ buồn hôi một cơi. Nằm xuống luôn, nằm xuống. 1, 2. Lạnh quá. Tụi làm dữ vậy ta. Cái này là y như tắm nước đá vậy á. Cái này tắm thêm chừng 5 phút nữa là mình lên mình nóng bang luôn. Thôi hôm nay tới đầy đủ rồi. Rồi à, sau một hồi à, lội suối rồi làm bẫy cá đồ các kiểu bạn, thì cái suối này toàn là mấy con cá lí nhí chút xíu gì không các bạn ơi. Cái bẫy tụi mình để sáng mai luôn, lỡ có cá bự thì mới bắt nha. Còn bắt bằng lật đá lên các kiểu đó toàn là cá lí nhí không à. Rồi bây giờ cái đám tụi mình sẽ ăn tối. Mình thì không sao nên chỉ có một gói mì, một củ khoai và chai nước thôi bạn. Nên buổi tối của mình là mình sẽ ăn mì. Củ khoai thì mình để sáng mai ăn sáng nha. Nãy giờ là hoạt động rồi các kiểu cũng khá là đói nên mình sẽ ăn hết gói mì này luôn nha, không có chừa gì hết. Tụi nó vào không sao, tụi nó ăn nửa gói nó chừa sáng mai ăn sáng, được mình thì khác bạn, ăn hết nguyên gói luôn, sáng mai mình ăn khoai lang. Khá là ngon, hơi hụt hàng chút nhưng mà không sao, như vậy là ok nha các bạn. Suối này thật sự là học tắm nổi luôn các bạn, rất là lạnh luôn. Nó từ trên núi Đà Lạt nó chảy xuống nó lạnh hay sao á, nước rất là lạnh luôn. Ok, nói chung là tối thì mình sẽ ăn mì gói. Rồi ăn cái gì em? Mình thì 1 sao và tối nay mình sẽ ăn xúc xích loại nhỏ 22.000 và uống Coca Cola nha các bạn. Rồi cái xúc xích trứng cút của mình nó đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem ngói ngon bằng xúc xích Đức không. Ăn luôn giỏ hả? Đó, ăn gọi giỏ nhục nha. Con người mà ai quy vô tặng. Trời ơi, bốc khói luôn. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó giống, ăn cái hương vị nó giống xúc xích Đức lắm mấy bạn. Ngon á. Có nghe mùi tỏi tỏi nữa sao. Rồi tiếp theo là Toàn 2 sao 500k hả Toàn? Đúng rồi anh. Tối ăn gì ạ? Em ăn 4 cái đùi gà. Wow. 4 cái đùi gà luôn. Với uống nước 100. Trời, ổ ké hơn luôn hả? Ké luôn anh. Wow. Dạo này nhiều rồi ké vải luôn. Không sao, anh căng hết. Sao không sỏ này vô? Ủa sỏ rồi anh, nó bị bung ra. Hờ. Anh bị bệnh yếu tim á, làm gì giá rồi. Ơi, giật cái mình. Rồi, đu gà của mình cũng đã chín rồi nha mấy bạn. Giờ mình sẽ hưởng thức thôi. Dạ, vô vô đã quá. Ngon kìa. Sao? Ngon. Ngon, theo kinh nghiệm ăn uống thì cái này nhìn là ngon thiệt. Ăn với chân ớt cay cay lắm. Quá tuyệt vời.
Rồi tiếp theo là Hương ba sao ăn gì? À, Hương sẽ dư hồi chiều là Hương lụm được một viên đá nè. Đá rửa và lau chùi rất là sạch luôn. Cái này bóng loáng luôn như sàn nhà vậy. Đó, đặt lên đây. Đặt lên cái bếp lò này. Cái này chắc là khá lâu á. Cái này mình nghĩ là khoảng chừng 5 phút nó mới nóng lên được. Nên bây giờ chờ đợi. 2000 years later. Sau khoảng nửa tiếng thì cái tảng đá của mình nó chín rồi nha mấy bạn. Ở nhà mình nó đã nóng rồi nha mấy bạn. Rồi, qua đây. Mình giới thiệu đồ ăn của mình đêm nay nha. Đây là bò miếng siêu dày luôn. Dĩ nhiên rồi, bò nó dành nướng đá mấy bạn. Còn này kim chi, ăn kèm với bò. Còn me, để dành rải lên thịt bò. Củ tỏi, này mình đem nướng luôn. Và một chai trong bao nha. Cái miếng nó khá là dày luôn mấy bạn. Đem lên luôn nha. Wow. Cho nướng tiếng nữa. Đừng bao giờ hình thường người hát. Nướng cù đá nửa tiếng thì nướng miếng bò chắc tiếng nữa. Tiếp theo là tỏi nha. Bỏ lên lên nướng luôn. Wow. Và công đoạn cuối cùng rất là đơn giản luôn mấy bạn. Đó chính là chờ thịt bò chín. Mình nghĩ là một tiếng nữa là nó sẽ chín mặt dưới. Và mình lạc lại một tiếng nữa mặt trên. Ok. Tiếp theo là mình 4 sao cắm trại với 2 triệu. Và buổi tối của mình là sẽ uống Monster, ăn táo chén miệng. Và đặc biệt đây là món chính của mình. Đó chính là bò và tôm đã được quấn với bạc sẵn rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng nó. Rồi đây chính là cái đồ nướng mà mình đã thiết kế sẵn rồi nha. Nó có thể quay được luôn. Ai đấy ơi. Gớt đây là bảo quay. Quay tiếp đây. Ok. Anh thấy vậy cũng lấy nó lại anh em với anh nhịn với em vậy nè. Anh em cùng quay. Quay xíu gì cho ké. Đây đây là cái đồ quay xài bằng chạy bằng cơm nha bạn. Anh không sao mà ai cứ kêu phụ với anh phụ nha. Thì chúc anh con tôm nha. Quay tới sáng chín. Em cũng muốn phụ nữa. Vậy vậy lại đây, lại đây em. Đây 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 đây. À vậy là mình với Hương ăn là sẽ phụ dĩ nha bạn. Là chút nữa cái này nó chín. Trong đây là có tôm với thịt bò em. Đúng rồi, tôm thịt bò luôn anh. Vậy anh ăn tôm ăn thịt bò nha. Ok anh. Còn đó ăn táo nha mày. Em một sao em sẽ góp đi một cái phần cái này nữa. Anh với em là ngon ngon ngon. Trong thời gian đợi hai Oxin của mình quay dùm là mình sẽ gọt táo ra. Ra dĩa. Ủa dao bằng gì mà xanh lè kìa. Không biết nè anh. Còn mũ hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, bạn lắm. Để cái tay vô thử em. Thôi. Đây. Anh đại nghĩ để hấp xuống. Thì có lẽ. Thằng này. Cái miếng này vô dụng vãi. Rồi, chín rồi ăn rồi. Em cũng nghĩ là vậy á. Tiện tay lên. Hay ô xin hay, được á. Trời ơi, nó lên khói kìa, giống vua đầu bếp quá à. Wow. Ủa nó quắn cái tre vô luôn kìa mày. Wow. Mọng nước kìa. Wow. Cắt két lên. Chắc là nhà tay sáng quá. Thiếu găng của mình một là một cái tội. Được ăn đúng không? Được ăn đúng không? Đúng rồi, đúng không? À, thứ cắm. Nó dai nè. Nó lạc. Mà mọng nước một xíu. Sao lạc nhất ta? Nhưng mà mọng nước. Nó hợp của cây tè. Nhưng mà thôi. Cái này mà có muối rắc nữa là đúng bài luôn các bạn. Rồi cuối cùng là review đồ nghề của thằng 5 sao mấy bạn. Chiều tới giờ là mình tốn rất là nhiều thời gian mình làm cái cây này dùm bằng tú mấy bạn. Và mình cột bò vào trong đây luôn rồi. Cái này gọi là một cái đồ mà nó quay quay ở dưới suối như vậy nè bạn. Giống cái trong chống tre của Doraemon nè. Phiên bản khổng lồ. Ok, nói chung là nay mình vô không sao bạn. Mình với ăn vô không sao một sao nên trở thành một cái cặp bài trùng. Oxin. Sai gì làm đó. Đúng rồi, ai muốn gì làm đó các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ đi xuống suối mình nướng cái bò. Quay cái trong chống tre này. Còn nhiệm vụ của mình là trong cho con gà này nó chín nha các bạn, mình phải hỏi lửa liên tục luôn là như thế này à. Đây anh nướng thêm hai cái này nữa nè. Ok có ăn là được rồi. Cái này là gà quấn với bạc nha các bạn. Vãi.
Đây sẽ dùng lửa cồn, do dưới suối không có đốt than được. Mình sẽ để cái cây này vô đây. Đó, nó sẽ tự quay như vậy nè. Hơi phèo chút do mấy cái này mình không có đùng ngờ các bạn. Mình phải cột dây cù bắp nè, đó, nó quay hơi chậm chút. Mà không sao, nó vẫn cứ quay 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 như vậy. Đó. Rồi đổ đèn miếng. Đó. Tự động luôn các bạn. Dạng như bây giờ mình chỉ việc đi vòng vòng, mình tắm suối bắt cá rồi các kiểu. Khoảng 5-10 phút nữa mình quay lại và đem này vô cho cô Tú nó hưởng hức thôi các bạn. Khá là đơn giản. Đi chơi thôi. Nước này bây giờ nó rất là lạnh luôn á. Sẵn ra hâm lưới luôn coi. Chút mà nghe cái kêu cái á là biết anh bị trôi đi rồi nha. Sau khoảng 10 phút thì mình thấy là nó xì khói khá là nhiều luôn các bạn. Wow. Nó vẫn quay ông tu như vậy luôn nha. Nói chung là rất là tiện lợi luôn. Mình chỉ việc đi vòng vòng chơi, sau đó quay trở về và thấy nó chín thôi. Đem vô. Đây, nó xì khói luôn các kiểu chứ vậy. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Đem vô cho cụ Tú nha. Mình thấy nó có ngâm cái trái dưa hấu ở đây nữa nè. Chắc lụm trái dưa hấu vô cho nó luôn. Sẵn mình ăn ké luôn chứ. Đây, mình sẽ háo ra nha bạn. Thử coi chín chưa, mình thấy nó xì khói quá trời luôn. Chắc nó chín rồi. Cột bằng dây tre. Wow. Nhìn đã chưa kìa. Mình sẽ mời ship ăn trước nha bạn. Này là bò nướng giấy bạc tương ớt. Nóng lắm đó nha. Nhìn nướng ngon quá. Bò béo. Béo. Mỏng nước. Mọng nước cay không? Không, cái nước ớt này vừa ăn nữa. Quá đã. Rồi tiếp theo mình sẽ hui nước nho nha bạn. Nói chung là cái đáo tụi mình đứa nào cũng khoái uống cái nước này hết. Nước nho có ga không còn. Uống rất là đã luôn các bạn. Chỉ có 100 mấy chục ngàn một chai thôi. Nhưng lại nhìn rất là sang chảnh luôn. Nhìn rất là giống mấy chai rượu luôn các bạn. Nhưng nó chỉ là nước ngọt. Đặc biệt là nó bắn rất là dữ dội luôn các bạn. Xì khói luôn. Ủa chấm hỏi. Không có ly đi, không có đi sành điệu hả? Em muốn chơi theo phong cách lạ anh. Năm sau tiếu chứ à. Mời ship. Ổn áp à? Quá đã. Rồi ông xin một sao gà chín chưa? Rồi rồi, gà chín rồi nè. Hỏi muốn nồi chỉ luôn mới chín à. Chín chín nữa con. Wow. Chín nè. Đúng rồi. Khúc này là mình thấy chưa chín nè bạn. Khúc gần đây thì nó chín rồi nè. Đâu anh tọt con dao vô. Không có cho ship ăn phần chín đi. Mà ăn phần sống thôi. Thôi mình ăn phần chín cho ship phần sống. Đây. Đây, ship ăn phần chín. Có hôm không? Cái phần chín nó cái da hơi cháy xíu. Ăn hơi khét hả? Đúng rồi, hơi đắng. Rồi, xong luôn. Phèo bạn ơi. Thôi. Thôi thì mình đem về chút nữa anh em mình ăn rồi nó lỗi rồi. Đó, ừ. Đem. Ừ. Đúng rồi, đem về chút anh em nướng lại. Dạ. Đi đi. Nói chung là tụi mình oxin với Tú như vậy là đây là con gà rồi này nó bị phèo chút nên mình như ăn tạm chấp nhận đem về ăn dần nha bạn. Tạm biệt. Sau một thời gian khá dài mấy bạn, mình thấy là mọi người sắp tàn tiệc rồi. Mình cuối cùng cũng đã nướng xong được một mặt rồi. Đây, giờ mình sẽ lặt nướng mặt còn lại nha. Wow, 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 wow. Này đủ này yếu quá. Wow, cuối cùng cũng xong. Rồi ok, mình sẽ đợi mặt còn lại chín nha. Để ăn chung vui với mọi người. Rồi trời cũng khuya các bạn ơi. Cả đám tụi mình đi ngủ nha. Nhưng hiện tại là mình thấy là thằng 6 sao. Nó dục, thằng 5 sao chứ. Hiện tại là mình thấy thằng năm sau nó dục cái tấm bạc màu xanh đằng trước như vậy, mình thấy khá là phí luôn các bạn. Nên mình quyết định là mình tịch thu nha, mình lấy giùm nó, mình thấy khá là phí nên mình lấy giùm nó thôi. Tại vì nó ngủ túi ngủ nè, gói đồ các kiểu nhìn khá là ấm cúm luôn các bạn. Do đây không có lạnh lắm nên nó không cần kéo cái này xuống luôn. Nói chung là mình với ăn là không sao, với mộng sao là mình lụm được cái tấm bạc của thằng Tú. Không, bên vậy nó cũng phí lắm anh, bỏ ngoài đây xài cũng phí nữa. Chút nữa xương nó xuống nó uống ủ lắm. Đúng rồi, em sử dụng giùm. Đúng rồi. Nó ngủ trong đây, nhìn nó ấm cúng như kìa.
Rồi vậy là biết là không có xài. Đây dư hằng, đây là hằng 4 sao nha bạn. Dễ 4 sao. Nó ngủ nhìn thấy là chán luôn nên mình tụi mình lấy cái này giùm nó. Em cũng về luôn. Ok, mình với thằng An đi về nha bạn. Ủa? Này mấy sao hả? 3 sao hả? 3 sao. Chưa xong nữa. Muốn ăn ngon là phải kiên nhẫn. Thôi anh đi ngủ. Để em trang bị Rồi tiếp theo là cu toàn 2 sao thì nó ngủ trong cái mùng xếp nha bạn. Trên đây có một cái tấm che xương. Nó ngủ trong đó cũng khá là ok luôn. Gì em có áo gió nữa hả? Dạ. Hả chứ hả? Còn ăn ngủ đâu? Sao ngã rồi? Anh có làm gì đâu? Không sao vậy? Đừng! 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 Để đó đi! Để em dựng lên được. Đã thủ em. Con ăn thì nó ngủ trong cái liều sinh tồn nha bạn. Do nó không có gì làm, đi vòng vòng nó làm liều sinh tồn. Hay anh với em ký sinh nha. Vậy gì anh cho em mượn đắp chung của anh. Thôi hỏi anh không cần. Ok, mình sẽ ngủ ở đây nha bạn, nó không cho mình ký sinh. Rồi. Ui, anh ngủ trần truồng vậy hả? Trần truồng là thế nào? Không có gì che hết à. Nó không có vô. Ok, em cũng chùm mà đi ngủ đây. Ok, mình ngủ vậy bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Đang nhận cái tấm này nữa, nó hơi hôi hôi thì phải. Và sau nối tiếp theo thì mình nghĩ là cái mặt dưới này đã chín rồi nha. Sẽ lật lên luôn. Trời, dài cổ luôn mấy bạn. Wow, nhìn là biết nó chín tới bến luôn à. Tiếp tục như bước 1, mình sẽ đắt mè đó nha. Wow. Tiếp theo đó thì mình sẽ xịt cái tương ớt lên. Mình review thử luôn nha. Trời, thịt nướng đúng 1 tiếng. Này là nó hơi bị hấm luôn á. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hiện tại là mọi người ngủ hết nha mấy bạn. Mình hạn chế nói chuyện. Đây. Ngủ hẳn cẳng. Rồi trời sáng rồi mấy bạn ơi. Và kết quả là hôm nay là được 3 người dậy sớm nha. Đó chính là mình, thằng An với lại thằng cu dĩ. Mình với thằng An thì không sao với 1 sao các bạn. Nên kết quả là nó có một chôm được có cái tấm màu xanh này nè, ăn tấm à, mình một tấm, nhưng mà nó không đủ cái khả năng để mà giữ lạnh đó bạn. Kết quả là phải ngồi bên đống lửa đốt lửa, sau đó tùm các kiểu đồ. Nói chung là cứ ngủ vẫn được, nằm ngủ vẫn được, nhưng mà ngủ không có sâu bạn, ngủ khoảng tiếng cứ lửa tắt là thức á. Đúng rồi, nói chung là cứ lửa tắt là phải dậy chùm lửa bạn. Còn tự nhiên cái ông nội này khoảng 4 giờ sáng cái tự nhiên ra đây ngồi sao kỳ em. Mà chung với tôi anh chi vậy? Rồi tiếp theo là mình sẽ phỏng vấn thanh niên 4 sao hả? Đúng rồi. Có 2 triệu, có liều luôn. Sao ra đây ngồi chung với tụi anh kìa? Tối nào qua đây nó không lạnh. Em không khen mua mệt luôn. Không đi ốc khoét luôn. Không mệt sao ốc khoét luôn? Đúng rồi. Rồi mặt quần rách gì nè? Mặt quần gì rách dữ không nổi, 4 sao gì tàn dữ hả? Kết quả ra đây ngồi dậy sớm. À, tức là một mình em trong căn liều lạnh lẽo, không có mền, không có gối, không có quần, áo dài tay gì hết hả? Đúng rồi. Cũng không được à? Đúng rồi, nó có hơi nước nó bám vô, nó như máy lạnh vậy á. Nó ngắt à. Chứ sao anh thấy thằng Toàn nó ngủ được nè. Anh nhìn nó mặc đồ rồi. Đây với thằng Toàn là cái liều của nó chỉ là đơn giản như vậy thôi nè, dạng bám hơi nước được trên đây nữa bạn. Đây dạng bám nước rất là nhiều. Và nó vẫn ngủ được nha. Nó nằm lên trên cái cặp của nó. Chân cái chân nó ló ra thì nó đút vô trong cái túi đựng liều. Tùm kín mít luôn. Thì tội vẫn ngủ được. Hương thì nó có áo gió nè, quần dài nè. Nó vẫn ngủ được. Còn cái liều này là liều của cu dĩ nha. Không có gì trong đây hết đó em. Sao giống nhà hoang quá à. Chỉ có cái ba lô thôi à. Còn bên cái liều năm sau thì Tú ngủ đó, thằng Bảo ngủ đây các bạn, hai thằng tụi nó ngủ chung. Nó có cái túi ngủ á, hai thằng ngủ rất là ngon luôn. Mình kêu nó dậy quay phim cho mình mà nó không nghe, nó ngủ luôn các bạn. Rồi hiện tại là mới có 5 giờ mấy sáng thôi bạn.
nên tụi mình cũng ăn sáng luôn. Mình thì nướng khoai nè. Đây củ khoai của mình các bạn, mình lùi cho nó nãy giờ nó bị muốn hành thang luôn. Mình ăn thì nấu mì ô ma chi. Dễ ăn gì em, phở trộn hả? Đúng rồi, em ăn phở trộn anh. Hấp dẫn quá à. Trời ơi, rất là thơm, ngọt. Và đặc biệt là tụi mình đi xe ô tô các bạn, mình là tài xế, mình phải ăn thật là nhiều khoai lên để chút nữa mình đánh bơm tụi nó nha. Còn hai thằng cu thì ăn mì trộn rồi uống con tơ rồi. Khổ lắm, một sao khổ lắm anh. Một sao mà ăn mì ô ba chi nè. Trộn cây xúc xích nữa kìa. Cái hàng nó đen đó mình không cho nó ngồi chung mới đúng á, nó ăn sang chảnh hơn mình nhiều. Đâu còn đẳng cấp đâu. Sao uống con tơ rồi các kiểu dữ à. Năm sao ngủ rồi, chứ em qua em phi dùm cái trái dưa hấu luôn quá. Ăn dưa hấu ăn. Rồi tiếp theo mình sẽ ra ngoài suối để hâm lưới coi bắt được con cá nào bự khổng lồ nha các bạn. Sẵn hù cái lưới vô luôn. Và đây là cái cây tụi mình hay dắt đồ đó các bạn. Tối giờ dắt đồ không biết có quay trốn không. Có nhiều bạn cắt clip của mình đồ nói là có ma rồi các kiểu. Thực ra là tụi mình mấy cái cây tụi mình dắt ba lô, dắt mà quần áo đồ lên thôi. Cái ánh sáng đồ các kiểu á, cái baby film quay được thì nhìn nó hơi ảo diệu vậy thôi. Chứ đa số là tại quần áo tụi mình dắt thôi nha các bạn. Tại vì hai đồ rồi thì dắt lên cây á, cho nó không có bị mấy kiến nổ bò. Ok bây giờ mình sẽ xuống suối nha. Đi thôi. Dậy sớm đi thành công. Lạnh. Trời ơi, da dịch nó nổi lên nè. Đi, theo anh cho vui đi. Nước ở đây nó rất là trong và rất là lạnh luôn các bạn. Trong he luôn. Mà lạnh khủng khiếp luôn. Nước ở đây á, mình đi là mình nên mang dép như vậy đó bạn. Mấy cái đá này rất là trơn. Mang dép bám mới đi nổi. Và rất là đau giò nữa. Đặc biệt là mình nên chú ý mình lơ mơ cái là dép mình nó trôi theo dòng nước liền các bạn. Nước hút dưới đó nó chảy rất là xiết. Mình cái lưới của mình được bịch nylon rồi xà bông tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Để đi xuống cuối này là vậy, cá nào dưới cuối nè. Ủa con nào hết à? Rồi sau khi hu lưới thì mình phát hiện được có con cá trong lưới nha bạn. Nó núp kỹ quá. Xuống đây vậy. Mình sẽ dở lưới ra và bắt nó ra cho bạn xem nha. Đây. Phía trên thì nhìn nó như vậy các bạn, bông bông vàng vàng. Mà phía dưới thì nó có cái hệ thống giống mấy con cá mà nó nằm sát dưới lại mấy cục đá đồ này, giống mấy con cá lau kiến á. Bây giờ nó bám vô đá hay gì nè. Mình thả nó xuống mình phóng sinh nó nha, nhỏ quá ăn cái gì. Đây. Nó bám vô tay mình luôn rồi nè. Đi cứu. Đẹp ghê luôn á. Con này mình nghĩ là nuôi trong hồ được á. Bây giờ nó bám vô mấy cục đá rồi, nó bám vô mặt hồ rồi nè. Nó quỵ tan rồi, giống y suối nữa không. Màu vàng vàng giống y cát nè. Bây giờ hôm nay là làm theo cầu của rất là nhiều bạn, đó chính là cắm trại trên suối, không sao với 6 sao. Kết quả là tụi mình chọn cái suối ở Đà Lạt nên nó khá là lạnh luôn bạn. Đây bạn thấy da gà da vịt của mình nó nổi không? Về luôn. Rất là lạnh nha. Bạn thấy video này của tụi mình, đừng quên để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm những clip khác nha. Tạm biệt các bạn.